biểu đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho phép mình Quân được trân trọng gửi tới quý vị cô chú anh chị và các bạn lời chào, lời chúc thân thương nhất. Chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc tất cả chúng ta sẽ có buổi sinh nhật vui vẻ, trọn vẹn và nhiều ý nghĩa. Chúc sinh nhật câu lạc bộ lần thứ tư thành công tốt đẹp. Dạ vâng, quý vị thân mến, nếu được hỏi mùa nào là mùa bình yên nhất, tôi sẽ trả lời đó là mùa thu. Vâng, mùa thu với hương hoa sữa thơm mát nồng nàn, thềm nắng mơ màng, bầu trời trong trẻo, vạn vật đều tạo nên một mùa thu Hà Nội trang chứa thú vị. Hôm nay trong tiết trời thu mát mẻ của những ngày đầu tháng 10, câu lạc bộ một thời để nhớ chúng ta tổ chức kỷ niệm sinh nhật câu lạc bộ lần thứ tư. Vâng, và trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi tiệc ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi sẽ được chào đón sự hiện diện của các câu lạc bộ bạn đến tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại diện của các câu lạc bộ đến tham dự. Vâng, xin giới thiệu câu lạc bộ Đỗ Xá Phú Xuyên cháy mãi với đam mê, câu lạc bộ Tình Ca Em Và Tôi, câu lạc bộ Hát Cho Nhau Nghe, câu lạc bộ Sóng Biển Tình Ca, câu lạc bộ Những Trái Tim Yêu Âm Nhạc và câu lạc bộ Phú Xuyên Thường Tín Kết Nối Đam Mê. Cảm ơn, chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự hiện diện của các câu lạc bộ đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay bằng những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Cảm ơn, xin được chân thành cảm ơn. Vâng, về phía ban lãnh đạo câu lạc bộ một thời để nhớ, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có chủ tịch Đức Trọng, các phó chủ tịch Thẩm Mỹ Tuyết Nhung, phó chủ tịch Đình Phú, phó chủ tịch Dương Đạo, phó chủ tịch Đức Trung, phó chủ tịch Hoa Nguyễn, phó chủ tịch Lương Duyên, phó chủ tịch Thắng Lương, phó chủ tịch Lê Đông, phó chủ tịch Dương Mai, phó chủ tịch Nga Thúy cùng các chủ nhiệm quản trị viên và nhóm ca sĩ trong và ngoài câu lạc bộ về dự đông đủ. Đề nghị chúng ta nhân viên chào mừng. Vâng, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu một thành phần vô cùng quan trọng để làm nên thành công của bữa tiệc ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu cameraman Đăng Nguyên đã công tác tại đài truyền hình VTC. Dạ vâng, Đăng Nguyên chính là con của trưởng phòng văn nghệ Đăng Cao, có nick Facebook là Đăng Nguyên. Vâng, đề nghị hào phố của cameraman này đứng lên để ra mắt ta quý vị được không ạ? Dạ vâng, xin được chân thành cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, đến dự với chúng ta hôm nay các vị đại biểu khách quý đến từ câu lạc bộ bạn cũng có những đóa hoa tươi thắm dành tặng cho bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Vâng, và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu tặng hoa câu lạc bộ Hát Cho Nhau Nghe. Vâng, xin mời câu lạc bộ Hát Cho Nhau Nghe lên sân khấu tặng hoa chúc mừng, và ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu chủ tịch Đức Trọng sẽ lên nhận hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Để bữa tiệc sinh nhật câu lạc bộ diễn ra đúng thời gian, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng
trọng giới thiệu Chủ tịch Đức Trọng sẽ lên sân khấu khai mạc chương trình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa tất cả các quý vị khách quý ở mọi miền, thưa nhà hàng Zozo và kính thưa nhà tiết mục Văn Nguyên Đài Truyền hình Việt Nam cũng có mặt và có những cái món quà tặng không đồng bộ. Kính thưa toàn bộ anh chị em trong các câu lạc bộ đã có mặt và dự buổi sinh nhật cho câu lạc bộ của Hội Nhà Thế Giới lần thứ tư. Kính thưa toàn thể các quý vị, thưa toàn thể anh chị em nghệ sĩ thành viên trong và ngoài câu lạc bộ. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2024, câu lạc bộ tổ chức sinh nhật lần thứ tư tại nhà hàng Zozo, nhà hàng của anh chị Phương Huấn, cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ. Trước hết tôi xin thay mặt cho ban lãnh đạo câu lạc bộ lên phát biểu khai mạc cho buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi được trân trọng giới thiệu tất cả anh chị em và cùng quý vị văn nghệ sĩ. Chúc anh chị em một lời chào trân trọng nhất. Chúc anh chị em nghệ sĩ chúng ta cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển vững mạnh. Thưa các quý vị, anh chị em nghệ sĩ thân mến, hôm nay trong thời tiết mùa thu mát mẻ của đầu tháng 10, câu lạc bộ của tôi tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư với mục đích là để nhớ về những ngày thành lập câu lạc bộ và để gắn kết tình cảm giữa thành viên và câu lạc bộ nhiều hơn. Chúc anh chị em thêm phần gần gũi cùng nhau động viên khích lệ tinh thần để chúng ta yêu âm nhạc hơn. Thế nữa, nhân buổi sinh nhật hôm nay có thể giúp chúng ta nhìn nhận lại những gì mà câu lạc bộ đã chưa làm được để rồi cùng nhau phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của ban lãnh đạo, của ban quản trị và anh chị em thành viên trong câu lạc bộ. Trong thời khắc này, tôi rất vui mừng, hạnh phúc và xin một là được bày tỏ những cảm xúc của mình đối với các bạn. Chúc tất cả anh chị em thành viên trong câu lạc bộ của chúng ta luôn luôn đoàn kết, đoàn kết gắn bó. Chúng ta dẫn câu lạc bộ lên một tầm cao mới. Nhân đây tôi cũng xin thay mặt câu lạc bộ quản trị viên cùng tất cả anh chị em nghệ sĩ trong câu lạc bộ xin chúc một lời chào chân thành nhất đến các câu lạc bộ bạn. Không quản ngại đường xá xa xôi, thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi sinh nhật của câu lạc bộ. Và đồng thời tôi cũng rất là cảm động. Xin giới thiệu với tất cả chúng ta, câu lạc bộ của chúng ta năm nay là có ba quản trị viên là từ Vũng Tàu cũng bay ra để dự buổi sinh nhật hôm nay. Xin giới thiệu chủ nhiệm Nguyễn Thơm, cách đây 400 cây số từ Lào Cai bay đi xe về đây để có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Và xin giới thiệu vợ chồng anh Ngọc cũng ở Bắc Thăng Long, tuy là tuổi già rồi nhưng mà hết 70 rồi cũng về rất là sớm, về đây lúc khoảng tầm 7:30 để tham gia dự tiệc câu lạc bộ. Và các quản trị viên ở Hà Đông cũng về tham gia trong buổi ngày hôm nay. Nếu có thiếu sót ai tôi cũng xin thông cảm. Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm cống hiến mình cho câu lạc bộ về mặt tinh thần cũng như mặt vật chất. Chúng ta năm nay rất là phấn khởi vì
các bạn có một tấm lòng hảo tâm trong vấn đề về kinh tế giữa câu lạc bộ để làm một cái quỹ vốn và có thể là chi phí vào trong một cái năm những cái việc mà câu lạc bộ cần thiết. Xin cảm ơn. Do các ca sĩ nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ bạn cũng như câu lạc bộ một thời để nhớ gửi tặng tất cả chúng ta để chào mừng bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Và không để quý vị cô chú anh chị chờ lâu, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin mời tất cả chúng ta cùng nổ những tràng pháo vỗ tay thật lớn, thật giòn giã để chào đón các ca sĩ trong bữa tiệc hôm nay. Cảm ơn. Và mở đầu chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng đón nghe tiếng hát của giọng ca lăng Xuân Trường với một ca khúc vô cùng sôi động mở màn cho buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, xin được chân thành giới thiệu ca sĩ Lan Trường. Vâng, ca sĩ Lan Trường với ca khúc Nhớ Về Em. Vâng, xin quý vị hãy đổ tràng pháo vỗ tay thật lớn. Quý vị ơi, đây là máu ở đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một mình người trong chiều vắng, còn cùng đôi phật tâm như chút tia đi vòng mong manh trong lòng anh. Cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Chim xa rừng còn nhớ hồi hướng thế, người xa người tôi làm người yêu ơi, ngày nào ai đứa chung lối giờ người bên đó để tôi thêm buồn, không có tôi buồn biển con như bến biển khơi như sóng như dòng anh còn chờ một mình trong chiều vắng, còn hương tôi giọt đắng như tuôn rơi vòng vòng vành trong lòng anh. Gió thổi về đâu cho ta nắng gửi một câu chân tình, người ơi anh vẫn một mình ngày đêm thương nhớ đêm thương nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh.
Thank you.
Yeah.
Rồi, xin mời các thành viên phía trên này, các quản trị viên cũng như